Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Nêu Hình Ly nha. Hôm nay Ly chia sẻ với các bạn cách để mình vẽ mẫu chim công. Ly sử dụng cọ râu thần thánh size 9 và một hũ xương treo màu đen. Giờ thì mình bắt tay vào vẽ các bạn nhé. Cách vẽ mẫu chim công này các bạn nó cực kỳ là đơn giản luôn. Nếu mà bạn nào đã học qua một cái khóa cơ bản vẽ hoa văn rồi thì cái mẫu chim công này các bạn vẽ nó cực kỳ là đẹp luôn. Vì cái cách vẽ mẫu chim công á, Ly lấy từ cái nét mà mình vẽ hoa văn ra đó các bạn. Nếu mà các bạn được khách yêu cầu á, vẽ cái mẫu phụng hoàng lửa đó thì các bạn sẽ làm cái lớp nền ôm rê màu cam và màu đỏ. Khi có cái lớp nền rồi các bạn vẽ cái mẫu chim công này lên thì nó cũng ra được cái mẫu phụng hoàng lửa đó các bạn. Tùy theo cái cách mình design thôi các bạn ha. Nhưng mà vẽ những cái nét chim công hoặc là những cái nét phụng hoàng thì mình vẽ những cái chi tiết như thế này nè, nó uốn lượn như thế này thì nhìn nó sẽ đơn giản và nó dễ vẽ cho các bạn hơn ha. Ly đã làm được, Ly chúc các bạn sẽ làm thành công và làm đẹp hơn Ly nữa nha. Đến bước này mình sơn tớp hơi đầy 120 giây là hoàn thành mẫu rồi nè. Xem xong nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Ly nha. Bye bye.